chào các bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một chiếc xe cũ tương đối là hiếm và đặc biệt. Đó là chiếc Ford Cut S phiên bản Hatchback 2018. Thì chiếc xe này đã chạy được 34.000 km. Đây, sau chiếc xe mình đây. Một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, màu xanh huyền thoại nha các bạn. Thì mức giá của chiếc xe này mình sẽ để ở cuối video. Còn bây giờ các bạn và mình cùng tìm hiểu một vòng chiếc xe này có gì đẹp nha. Mình sẽ quay một vòng nội thất, ngoại thất trước cho các bạn xem nha. Phải nói là chiếc xe Ford Cut phiên bản Titanium, phiên bản S này, phiên bản Hatchback này nhìn nó rất là thể thao luôn. Còn nước sơn còn cực kỳ mới luôn nha các bạn. Màu xanh huyền thoại, cực kỳ đẹp luôn. Mình có tiền mình có mua chiếc này nữa. Cảm giác lái của chiếc Ford Cut này thì cực kỳ sướng luôn. Nếu các bạn có nhu cầu hãy đến showroom của mình cho các bạn trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này thì các bạn biết được cái cảm giác lái của chiếc Ford Cut này nó mang lại cho các bạn như thế nào, cực kỳ sướng luôn nha các bạn. Xe còn rất là mới luôn nha. Vỏ Bridgestone xịn trò nha các bạn, chứ không phải là đồ tào lao đâu. Xe cũ bên mình thì được bảo hành chính hết 3 năm hoặc 100.000 km, nên các bạn yên tâm khi mua xe cũ bên mình. Xe cũ bên mình là xe cũ chính hãng nha. Quay sơ nội thất cho các bạn xem về chiếc xe này nha. Thì một chiếc xe mới chỉ chạy được có mấy chục ngàn km thì phần nội thất gần như là không có ảnh hưởng gì, còn cực kỳ mới luôn. 34.000 km, xe cũ bên mình là chính hãng của Ford Việt Nam cho nên là bao không tô đồng hồ, nội thất còn rất là mới luôn nha các bạn. Mình sẽ mở cái đồng hồ lên cho các bạn xem. Rất là đẹp nha các bạn. Màn hình hiển thị TFT trong. Cực con này lái cực kỳ sướng luôn các bạn ơi. Nội thất cũng rất là mới luôn, hệ thống giải trí của Sony nghe cực kỳ sướng tai. Phía đằng sau nha. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nha. Xe cũ chính hãng, bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Các bạn yên tâm. Rất đẹp luôn các bạn. Rồi, mình có tiền mình bật con màu xanh này lên luôn. Mình cực kỳ thích cái màu xanh này. Một chiếc xe mới chỉ được chạy có 34.000 km thì động cơ thì gần như là như mới luôn các bạn. Một chiếc xe Rodai đã 20.000 km rồi. Mình công nhận các bạn là xe của bên mình đã được rửa phần động cơ này rồi, rửa cho nó sạch sẽ rồi. Nhưng mà các bạn để ý giúp mình, những cái nước nhôm này là nguyên zin 100% nha. Anh em nào mà bên kỹ thuật nhìn những cái nước nhôm này, các bạn biết là xe nguyên zin, chưa bung máy gì hết. Đó, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Một chiếc xe giá tuyệt vời luôn. Các bạn có nhu cầu hãy gọi điện cho mình. Vậy là xong, mình vừa giới thiệu các bạn về chiếc Ford Cut S phiên bản Hatchback 2018 này. Odo là 34.000 km, biển số thành phố, biển số cực kỳ đẹp nha. Các bạn hãy liên hệ mình để biết cái biển số như thế nào. Còn cái mức giá của nó là 695 triệu đồng. Và cái mức giá này chưa phải là mức giá cuối cùng. Các bạn hãy cứ tự nhiên gọi điện thoại cho mình để trả giá cái mức giá này. Nếu phù hợp các bạn, mình chốt luôn. Mình xin nhắc lại nha, giá là 695 triệu đồng. Nếu so với một chiếc xe mới thì các bạn tiết kiệm được gần 200 triệu đồng. Mà nó mới chỉ có 34.000 km thôi, một chiếc xe cực kỳ đẹp. Và hơn nữa chiếc xe này đã dừng sản xuất rồi. Chỉ dành cho những anh em nào yêu xe Ford, biết cái dòng xe Ford Cut này, thì đây là một chiếc xe cực kỳ hiếm luôn. Nhanh tay liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất nha. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha các bạn. Bye bye.